mừng các bạn đã đến với chương trình Sức khỏe hàng tuần của chúng tôi. Và tôi là bác sĩ Lê Văn, chuyên khoa thần kinh cột sống cũng như tôi chuyên chữa những chứng bệnh thoát vị địa điểm, thoát vị địa điểm cổ, lưng và những chứng bệnh thoái hóa, đau nhức do cột sống gây nên. Ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ với quý vị một những cái mà tôi quan tâm nhất là càng ngày càng nhiều người, những bạn trẻ, những người làm việc ở văn phòng, những người làm việc ngồi nhiều, cúi xuống, khom xuống, nhất là những bạn trẻ hay chơi những game điện tử ngồi lâu một chỗ, hay là sử dụng máy computer, máy vi tính cũng như điện thoại di động, chúng ta cúi xuống và chúng ta cúi xuống quá lâu trong một ngày, nha quý vị. Cho nên cái quan tâm tôi thấy là những chứng bệnh mà xảy ra thường xuyên đến gặp tôi là đau cổ, là đau vai, tê cánh tay, mấy ngón tay bị tê, mấy ngón tay bị co ra co vô không được, là do những cái cơ bắp trên cổ của chúng ta nó căng thẳng và nó co thắt lại. Và những bệnh này nó tiến triển rất là chậm. Đó là những cái trạng thái mà bệnh đau do cúi xuống, khom, khiêng, nha quý vị. Ba cái nguyên nhân chính mà thường xảy ra cho những người bị đau phần cổ vai cũng như là đau thoát vị đi điện, thoái hóa cổ cũng như thoái hóa cột sống thắt lưng. Ba nguyên nhân chính là khom, cúi, khiêng. Quý vị khom, cúi, khiêng hàng ngày, mặc dù quý vị thấy không có nặng, không có gì vấn đề gì lớn, nhưng mà mỗi ngày cái sự mà khom lâu, cúi lâu, khiêng đồ nặng thường xuyên, ngồi không trúng tư thế hàng ngày sẽ gây đến ảnh hưởng, tổn thương đến sức khỏe cột sống của chúng ta, nha quý vị. Khi mà bị thoái hóa nhẹ, chúng ta không chữa, chúng ta không thay đổi cái tư thế và tập thể thao thường xuyên, thì chúng ta có thể đưa đến những cái kết quả nặng hơn. Tôi muốn nói là rất là nhiều người bị khi bị nặng thì cổ chúng ta xoay qua xoay lại rất là khó khăn. Các bạn làm việc hay bị mệt mỏi và không đủ oxy lên trên đầu, cho nên chúng ta dễ bị quên và dễ bị chán nản. Có nhiều người bị cáu, bị như là dễ bị giận hờn, như quý vị. Cho nên đó là những cái mà ảnh hưởng gì đến sức khỏe tinh thần của chúng ta mà chúng ta có đôi khi chúng ta hay bị quên, hoang mang, lo lắng. Đó là những cái triệu chứng. Và nặng hơn nữa là những cái khi nặng hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến cái cột sống thắt lưng cổ của chúng ta, sâu bên trong nó sẽ làm dĩa điểm của chúng ta bị thoát vị và nó sẽ đau và sẽ ảnh hưởng đến tê xuống cánh tay, tê xuống ngón tay chúng ta và khó cử động, như quý vị. Đây là một trong những cái mà tôi trong 20 mấy năm, 30 năm tôi hành nghề để làm việc, để giúp cho cộng đồng, để chữa những chứng bệnh đau cổ, đau lưng như thoát vị địa điểm. Thì tôi thấy đây là một trong những cái mà tôi thấy rất là lo lắng cho trong tương lai, là một trong những cái chứng bệnh mà gọi là gây ra, là gọi là mình gọi là bệnh của thời đại. Chắc quý vị cũng biết bệnh thời đại là gì. Thời đại có nghĩa là hồi xưa không có bệnh này mà bây giờ tự nhiên xảy ra quá nhiều, nha quý vị. Cho nên tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị chỉ 5 phút quý vị có thể làm đỡ căng thẳng, đỡ cái làm thư giãn và đỡ căng thẳng trong cổ, trong vai của chúng ta khi chúng ta làm việc ngồi hàng ngày. Nhất là quý vị nào làm việc trong văn phòng, làm máy vi tính một thời gian lâu. Cách thức mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải vận động cái cánh mấy ngón tay của chúng ta, nha quý vị. Vận động, chúng ta có thể mình gọi là shake your hand, mình shake cho máu nó lưu thông
chúng ta làm cái này trong vòng vài phút đồng hồ. Sau đó chúng ta xoay cổ tay chúng ta. Tiếp tục xoay cổ tay. Xoay ra, xoay vô nha quý vị. Xoay ra, xoay vô, mỗi lần xoay chúng ta nên xoay, mỗi lần xoay chúng ta nên xoay 10 lần. Mà chúng ta nên làm khoảng chừng 2 đợt hoặc 3 đợt, có nghĩa là 2 hiệp hoặc 3 hiệp. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quay cụ chỏ chúng ta nha. Cụ chỏ chúng ta có thể quay một tay giống như chúng ta đang viết cái chữ ô tròn đây, và chúng ta có thể tiếp tục làm cánh tay trái, cánh tay phải, rồi chúng ta có thể làm chung với nhau một lúc nha quý vị. Chúng ta làm chung trong một lúc trong vòng 10 lần, 20 lần, xong chúng ta trở ngược lại. Đó là cách mà chúng ta làm thư giãn mấy ngón tay chúng ta. Sau đó chúng ta cũng có thể ngồi trên ghế hoặc là đứng lên nha quý vị. Chúng ta có thể xoay cổ vai của chúng ta, xoay cổ tay của chúng ta, xoay cổ tay của chúng ta, vai của mình ngược lại đằng sau và xoay ngược lại đằng trước. Chúng ta làm cũng nhớ làm khoảng chừng 10 lần cho mỗi một cái chiều xoay, xoay ra xoay vô cho nó lỏng cổ của chúng ta. Đó là nhớ là làm 2 hoặc 3 hiệp thì nó sẽ giúp cho quý vị thư giãn nhiều hơn. Sau đó chúng ta để cánh tay lên kiểu này nha quý vị. Bất cứ cái gì chúng ta làm việc trong cơ thể của chúng ta khom xuống nhiều, chúng ta cần phải ngửa ra như thế này nha quý vị. Tạo ra một cái thế xả stress, hoặc là tạo ra một cái trạng thái gọi là trạng thái cân bằng hoặc là quân bình. quân bình là như thế nào và tại sao là mình gọi là quân bình? Ở trong đời sống của chúng ta xài tiền, chúng ta phải làm tiền vô đủ rồi chúng ta xài ra. Nếu chúng ta xài làm nhiều đủ tiền, chúng ta xài đủ, chúng ta xài thường xuyên mà chúng ta không có bị thiếu tiền, đó là trạng thái quân bình. Tôi dùng cái tiền bạc để cho quý vị thấy nó dễ dàng hơn. Trong cơ thể của chúng ta, khi chúng ta khom xuống, chúng ta cần ngửa ra. Các cơ bắp của chúng ta nó cũng cần có một trạng thái quân bình. Bất cứ những cái sự hoạt động tập thể dục thể thao, chúng ta co vô tay vô ra như thế này, chúng ta khiêng tạ đẩy lên đẩy xuống, chúng ta hít đất, tất cả những động tác chúng ta đi bộ chạy bộ, nói chung là tất cả những động tác trong cơ thể của chúng ta đều là nằm trong hai cái trạng thái gọi là push and pull, và đẩy và kéo nha quý vị. Đẩy và kéo, tất cả những cái gì chúng ta làm đẩy và kéo. Nếu chúng ta đẩy và kéo quân bình, ví dụ như chúng ta tập tạ, chúng ta đẩy và kéo quân bình thì cái cánh tay của chúng ta sẽ nở ra rất là đẹp, rất là đều. Khi chúng ta ngồi lâu, thưa quý vị, chúng ta ngồi lâu mỗi ngày khom cúi xuống, chúng ta gọi là chúng ta bị kéo chứ chúng ta không có đẩy nha quý vị. Cho nên khi chúng ta ngồi lâu, chúng ta bị kéo giãn ra quá lâu thì tạo ra một cái trạng thái mất quân bình. Cho nên tôi muốn quý vị, nhắc nhở quý vị là làm thế nào khi chúng ta cúi xuống nhiều, chúng ta cần phải ngửa ra nhiều nha quý vị. Thì đây là những bài tập mà tôi muốn giúp quý vị hiểu, và chúng ta cần ngửa người chúng ta ra. Chúng ta ngửa ra để cho vai của chúng ta, cổ của chúng ta nó có một cái trạng thái trở lại trạng thái cân bằng quân bình nha quý vị. So, chúng ta có thể làm cái này 10 lần nha quý vị. Đó, rất đơn giản. Làm như thế này thôi. Xả, gọi là xả stress nha quý vị. Chúng ta cần làm 10 lần và làm khoảng chừng 2 hoặc 3 hiệp thì các cơ bắp chúng trên này nó sẽ thư giãn ra. Và đồng thời chúng ta cũng cần làm thư giãn cái vai của chúng ta. Muốn làm thư giãn cái vai của chúng ta, chúng ta để cái tay phải trên vai của chúng ta. Chúng ta cần cái chiều cánh tay chúng ta ra như thế này. Rồi bàn tay này chúng ta đặt đây, chúng ta kéo qua một bên. Đó, rồi trả lại. Kéo qua, ngước cổ lên chút xíu, rồi trả lại. Tiếp tục kéo qua, rồi trả lại nha quý vị. Và đồng thời, khi chúng ta làm 10 lần đổi bên, chúng ta cần đổi bên, chúng ta cần kéo qua và trả lại, kéo qua và trả lại.
nhớ làm 10 lần và kéo ra có thể giữ 1 đến 5 giây và trở lại nha quý vị. Ở đây tôi không có thời gian nhiều để đi tất cả những chi tiết, và chúng ta đã xả stress bên cái bicep của chúng ta bên đây, bây giờ chúng ta cần phải làm bên đây nữa nha quý vị. Chúng ta để một cái bàn tay này đằng sau cổ, và cái này chúng ta cũng kéo giãn ra, ngửa ra đằng sau. Đó, đó là cách chúng ta giãn cái tricep đằng sau này nha quý vị. 1 2 3, và quý vị có tiếp tục làm tới 10 cái nha quý vị. Rồi chúng ta đổi bên, tay phải để bên đây, cái cánh tay này để đằng sau, vừa đồng thời cái này mình để đằng sau. Khi đẩy ra quý vị sẽ cảm thấy thư giãn hết khúc này nha quý vị. Đó là những cái động tác mà chúng ta làm quân bình cái cơ thể của chúng ta và làm thư giãn những cơ bắp chúng ta để máu lưu thông được, nó không có tắc nghẽn cổ chúng ta. Đó là những động tác. Còn những động tác mà chúng ta có thể làm thêm nữa, ở đây tôi không có nói nhiều về tập cái cổ, mà chúng tôi muốn giúp quý vị de-stress, làm giãn cơ ở chỗ làm của mình một cách nhanh chóng lẹ làng. Một ngày chúng ta làm chỉ cần 5 phút, nếu cần thiết chúng ta làm 2 lần nha quý vị. Và kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị nào mà bị mỏi lưng thì tôi sẽ chỉ quý vị, đây là một trong những cách thức rất rất nhanh và rất hiệu quả để chúng ta có thể trả cái vị trí cột sống thắt lưng của chúng ta ngửa ra đằng sau để chúng ta phục hồi sức khỏe cột sống thắt lưng của chúng ta nha quý vị. Và nếu chúng ta có một cái trái banh này được gọi là medicine ball hoặc là gym ball nha quý vị, đây là một trong những cách mà chúng ta de-stress, làm có cơ hội nằm ngửa lên. Chúng ta nằm ngửa lên và ngửa ngừng ra. Đó, ngửa ngừng ra, mình có thể ngước lên và ngửa ra. Nằm ngửa ra như thế này là cơ hội để giúp cho cơ thể spine, nghĩa là cột sống thắt lưng của chúng ta, nó đi cong ngược lại. Là chúng ta cần làm cho nó ngược lại để trả lại trạng thái quân bình và neutral, để tránh đi cái thiệt hại của trên lưng của chúng ta. Có đôi khi các bạn không cần phải làm gì thì khác hơn chỉ nằm ngửa vậy thôi, vài ba phút đồng hồ, cho cái xương sống của mình nó cảm thấy bên trong những cái mắt xương của mình tự nhiên nó giãn ra, có đôi khi nó kêu cách nhẹ rã bên trong, rất 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 là thoải mái nha quý vị. Và những bài tập kế tiếp, nếu các bạn nào mà có những cái trường hợp như là đau dưới lưng thì trái banh này cũng có thể giúp chúng ta làm thư giãn và xả stress và đỡ đau lưng rất là tốt. Ví dụ như mình đau lưng, mình có thể ngồi trên cái bo này, mình xoay qua xoay lại kiểu này đó, mình ngồi mình nhúng như thế này cũng rất là tiện lợi. Nhưng ngày hôm nay tôi chỉ mượn một vài phút để chỉ cho quý vị nào mà có trái banh medicine ball này ở văn phòng cũng như ở nhà, thì mình lợi dụng nó, mình dùng nó để mình thư giãn cả cột sống thắt lưng của mình. Và những bài kế tiếp tôi sẽ chỉ quý vị những cái thức tập để làm sao để giúp cho cái cột sống thắt lưng của mình mà nó thư giãn ra, và chúng ta ngăn ngừa và chống lại bệnh tật nha quý vị. Sức khỏe là tài sản lớn nhất mà chúng ta cần phải bảo vệ. Và chương trình tập cổ, thư giãn vùng cổ, vùng vai cho các bạn làm việc ở văn phòng cũng như các bạn làm việc mà ngồi khom cúi xuống nhiều quá, nhất là những các bạn nào chơi những trò chơi điện tử nha, và tránh cúi xuống quá lâu nha quý vị.
Đây là những cái cách thức tập để giúp cho quý vị nhanh chóng và thư giãn cái sự căng thẳng đau nhức. Và chương trình của chúng tôi đến đây là xin tạm biệt. Và các bạn thấy chương trình, yêu mến chương trình thì nhớ đăng ký cũng như bấm cái chuông để mỗi tuần chương trình của chúng tôi sẽ gửi những cái video đến các bạn hàng tuần miễn phí. Và các bạn nào có những thắc mắc, có những yêu cầu gì thì xin để lại những cái lời nhắn, cũng như các bạn nhớ chia sẻ những cái bài tập video này cho những người bạn thân, những người bị những chứng bệnh đau nhức, để họ có cơ hội đi học hỏi, đi tránh những chứng bệnh nha quý vị. Và tôi là bác sĩ Lê Văn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.